Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em chia sẻ cho tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn mình. Chúng ta làm 5 cái nhiệm vụ để tăng cường xác minh cái sàn Open AX nha anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ làm chi tiết cho mọi người dễ nắm luôn. Đầu tiên á, em có hai cái video. Bây giờ nè, cô chú anh chị mình vào trong cái kênh em. Ai chưa đăng ký kênh cho em một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh chị nha. Chúng ta vào cái mục video. Em đã có hai cái video. Cái video đầu tiên là ngày hôm qua, Open AX ra APK. Tức là cái này á, hiện tại là họ ra sớm nha. Sau này họ sẽ ra cái app trên CH Play anh chị. Bây giờ là chúng ta ra cái app để chúng ta làm quen và chúng ta sử dụng cái quý trước. Nó cũng là cái quý, nó cũng là cái sàn đó anh chị. Rồi cái video tiếp theo á là em nói về cái vấn đề Open AX công bố thời gian chính thức rút từ cái app Satoshi. Anh chị nào chưa xem hai video này chúng ta phải xem nha. Và những ai chưa tải cái quý sàn Open AX á, là phải xem cái video này. Là hai cái video này em để dưới phần mô tả rồi chúng ta mới xem cái video này nha. Cái video này á là cái video làm 5 nhiệm vụ để chúng ta xác minh cái quý kiểu vậy đó. Rồi làm gì làm, trước tiên vào trong cái nền tảng X, em vẫn cập nhật cho anh chị mình cái kênh chính thức, đó chính là Open AX, anh chị thấy ha, để tránh việc chúng ta vào sai cái kênh là chúng ta bị cam. Ở đây họ có rất nhiều cái thông tin, ở đây anh chị có thể đọc ha. Ở đây họ thông báo, anh chị có thể vào đây chúng ta đọc thêm. Rồi, bây giờ anh chị nào ngày hôm qua chúng ta đã tải cái APK của cái sàn Open AX, bây giờ chúng ta vào ha. Khi anh chị nhấp vào cái nè, nó sẽ nằm thế này nè. Rồi khi anh chị nhấp vào nó sẽ xuất hiện ba cái này để em làm chi tiết nhất có thể. Đầu tiên là sign in là đăng nhập thì ngày hôm qua ai tạo cái quý rồi và chúng ta tạo 6 số đó, tức là 6 cái mật khẩu đó thì chúng ta nhấp theo cái đó, chúng ta chọn cái mục sign in. Còn những ai chưa tạo cái quý chúng ta chọn sign up. Còn cái import này là chúng ta lấy cái cụm từ khóa của cái quý MetaMask hay là chết với lại gì đó chúng ta tiêm vào, là khi đó hợp nhất hai quý thành một kiểu vậy đó anh chị. Tốt nhất nên ai chưa có quý tạo cái quý sign up mới hoàn toàn, rồi ai có quý rồi thì chúng ta chọn sign in ha, rồi chúng ta nhập nó sẽ vào cái giao diện thế này. Bây giờ anh chị nhấp vào cái mục mission phía bên phải nè, cái nhiệm vụ này là cái quan trọng nha. Chúng ta có hiện tại là 5 nhiệm vụ. Rồi cái nhiệm vụ đầu tiên, cái nhiệm vụ này á là để xác minh cái Gmail. Ở đây họ bảo là Satoshi App Email, tức là sao ạ? Họ kêu chúng ta nhập cái email mà ngày xưa chúng ta đã đăng ký cái app Satoshi, cái tài khoản co đó. Năm nay vậy đi, ví dụ ngày xưa em đăng ký bằng cái Gmail nào, em nhập vào cái Gmail đó đúng nha, là cái Gmail mà chúng ta đăng ký cái app Satoshi nè, ngày xưa chúng ta tham gia co. Anh chị vào cái mục của tôi phía dưới bên phải, ở trên đây chúng ta sẽ thấy cái Gmail của mình ha. Anh chị thấy nè, chúng ta có thể nhấp vào mũi tên bên phải để chúng ta xem ha. Hoặc là chúng ta ghi trong cuốn nhật ký đó. Bây giờ chúng ta vào đó chúng ta check lại anh chị. Hiện tại là anh chị nhập nó vẫn bị lỗi nha, nó chưa có cho anh chị. Em có nhập rồi. Và chúng ta nhập xong ở dưới đây nó có cái lá cờ, chúng ta nhấp vào đó. Anh chị kéo lên, chọn đúng quốc gia nha. Việt Nam là phải chọn Việt Nam. Nếu mà anh chị chọn ở quốc gia khác á, là sau này chúng ta sẽ không được nhận airdrop. Tại vì cái này họ tuân thủ theo cái chính sách của quốc tế, nên nó là một số khu vực quốc gia là họ sẽ không được nhận airdrop giống như co ngày xưa đó. Nên là ở đâu chọn đó, Việt Nam chọn Việt Nam cho em nha. Còn cái nhiệm vụ này á, anh chị có thể là chụp cái màn hình này đưa qua bên cái gì ạ, chúng ta có thể sao chép đó, chúng ta đưa qua bên cái Google dịch để chúng ta dịch ha. Nhưng mà cái bước đó chưa làm được. Rồi bước thứ hai là cái bước là chúng ta liên kết với cái tài khoản X để chúng ta xác minh. Anh chị nhấp vào ở dưới đây nè, biểu tượng con chim bồ câu á. Ở đây nó kêu mình nó là điền cái username của bạn, thì anh chị vào trong cái kênh của anh chị đó, cái kênh của chúng ta coi cái username là cái gì. Cái username là cái tên ở dưới đó nha, cái tên mà nó có A cộng đó nha. Ví dụ của em nào, anh chị muốn kỹ hơn thì chúng ta vào chúng ta check nha anh chị, chúng ta chọn next step cho em. Khi chúng ta chọn next step xong nó sẽ bỏ cái chữ A cộng đầu tiên nha. Rồi ở đây á, họ kêu á là bạn hãy chia sẻ cái này lên trên cái nền tảng X của bạn, sau đó bạn sao chép cái link chia sẻ ha. Bây giờ anh chị nhấn giữ nè, kéo hết cho em, sau đó chọn cho em chữ là sao chép,
Sau đó anh chị chúng ta vào cái tài khoản X giùm em. Chúng ta đăng lên. Chúng ta chọn cái bài đăng. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn mục đăng. Ở đây anh chị sẽ thấy cái username X của mình nó là cái gì? Nó là cái tên ở dưới nha anh chị. A cộng Hùng Tĩnh 1993 nha. Còn ở trên là không phải nha. Rồi. Là cái đó chúng ta nhập vào bên cái này nè. Anh chị thấy em nhập đúng rồi nè. Anh chị làm phải kỹ mới được. Sai là không nhận được. Error gắn chịu. Rồi anh chị kéo lên ở đây. Cách 11 giây em có một cái bài đăng. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái mũi tên chia sẻ bên phải. Sau đó anh chị chọn sao chép liên kết. Sau đó mọi người sẽ về bên cái đây. Chúng ta dán nó vào. Nhưng mà khi anh chị dán vào rồi nó sẽ bỏ, nó tự động sẽ xóa khúc đầu đi, nó chỉ giữ cái đuôi phía sau. Đó là cái thủ thuật của bên cái bên dự án họ. Anh chị nhấp vào có một là chat status. Anh chị chờ em, chúng ta có thể lót lại. Anh chị thấy nè. Ở đây nó thông báo nó có tích xanh là được. Anh chị nhấp vào cái finish mission. Ở đây họ thông báo là bạn đã xác minh cái tài khoản X của bạn thành công ha. Rồi mình quay trở về. Anh chị làm xong anh chị thấy sẽ thấy nó sáng hơn thì phải á. Rồi tiếp theo cái nhiệm vụ nè, bên phải. Ở đây là bắt đầu chúng ta chuyển sang liên kết với Telegram. Bây giờ đầu tiên á, anh chị sẽ nhắn giữ cho em nè. Vào cái chỗ con A cộng A G I E X bot nha. Em làm chi tiết nhất đó nha mọi người, gắng xem nha. Sao chép nó. Sau đó anh chị á, chúng ta vào bên cái nền tảng Telegram, anh chị vào cái biểu tượng tìm kiếm phía trên bên phải. Sau đó anh chị dán con bot vào. Ở đây nó sẽ có con bot trên cùng ngang mới đúng nha, nhấp vào nó. Sau đó anh chị chọn cái mục bắt đầu. Đúng không ạ? Rồi ở đây họ kêu á là bạn hãy đầu tiên là bạn phải vào phải sao chép cái con bot là A cộng A G I E X gạch bot. Sau đó vào Telegram anh chị vào cái biểu tượng tìm kiếm làm y chang giống em hồi nãy xong. Sau đó anh chị sẽ nhắn giữ cái chỗ address này. Rồi chúng ta sao chép hết thế này nha. Rồi chúng ta sẽ trở về đây. Chúng ta nhấp vào cái mục nhập tin nhắn. Chúng ta dán. Kiểm tra cho nó đúng. Chúng ta chờ. Cái này nhiều người làm nên đôi lúc con bot nó bị lỗi nha anh chị. Nó sẽ không có cập nhật kịp cho mình đâu. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm đi. Một chút nó sẽ trả lại cho chúng ta một số cái tin. Và cái chỗ này là sẽ xác minh được nha. Chúng ta có thể khởi động nữa. Cái này nó bị lỗi đó anh chị. Hồi nãy lúc em làm của cái tài khoản bên mẹ em á, cũng bị lỗi ha. Nhưng mà một chút là được. Rồi mình cứ chờ đợi đi anh chị, không sao đâu. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua nhiệm vụ này nha. Một chút mới sẽ được. Rồi cái nhiệm vụ thứ ba là cái nhiệm vụ gì ạ? Cái nhiệm vụ thứ ba là cái nhiệm vụ để chúng ta swap. Chúng ta swap những cái đồng này qua lại hoặc là chúng ta gửi chúng ta nhận. Anh chị nhấp vào cái chữ USDT á, nó sẽ ra một số cái mục cho chúng ta. Đầu tiên là anh chị swap cái đồng USDT này sang bất cứ một cái đồng nào trong đây. Research là chúng ta nhận và cái tiếp theo là chúng ta gửi và cái Deton đây là cái chi tiết trên cái chuỗi khối. Cái ví của em được một cái đồng này là hồi nãy em đã test là em bên mẹ của em đã chuyển qua bên đây ha. Rồi cái đó chúng ta sẽ bỏ qua. Một lát chúng ta sẽ trả lời câu hỏi và chúng ta nhận được 10 cái USDT. Tóm lại là cái này sẽ được anh chị. Nhưng mà quan trọng là nhanh hay chậm. Chúng ta bỏ qua cái đó đi ha. Rồi chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ cuối anh chị. Là nhiệm vụ trả lời câu hỏi. Để chúng ta nhận 10 cái đồng USDT testnet trên cái mạng lông kiểu vậy. Anh chị nhấp vào cái chữ xa cho em nha. Và em có một cái danh sách câu hỏi em sẽ để trong cái cộng đồng Telegram. Hoặc là trên trong cộng đồng Telegram đi. Anh chị join vào đó nha. Cộng đồng Telegram em để dưới phần mô tả đó. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc ha. Câu hỏi nào thì chúng ta trả lời câu hỏi đó. What's an NFT? Trả lại là chúng ta xem nha.
Đáp án A. Tiếp theo là How should you object? So it's y ha anh chị ha. Sau khi anh chị trả lời xong các câu hỏi này á, chúng ta cần thiết là check lại cái kết quả anh chị nha. Bên cái phần của đáp án này nè. Đây ha. Rồi, chúng ta nhấp vào cái chữ submit giúp em. Anh chị thấy thông báo nè. Có tích xanh là thành công rồi. Rồi ở đây. Khi anh chị trả lời xong á, chúng ta về cái mục access phía bên trái của chúng ta. Anh chị thấy nè, em có 11 UDT. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái mục mission. Chúng ta sẽ check xem cái nhiệm vụ bên Telegram ha, nó nằm ở bên phải ở trên. Anh chị thấy nó có tích xanh. Đúng không ạ? Rồi chúng ta vào bên Telegram của chúng ta sẽ thấy này. Anh chị thấy ha. Đó. Cái này là cái địa chỉ của cái ví của em luôn đó nha. Anh chị chúng ta làm thế này là được nè. Rồi chúng ta quay trở về đây. Rồi hiện tại là 5 nhiệm vụ và chúng ta đã làm xong được là 4 nhiệm vụ. Còn cái nhiệm vụ ở trên là chúng ta từ từ chúng ta làm nha, liên kết Gmail. Bây giờ anh chị sẽ làm cái nhiệm vụ thứ tư cho em nha, cái nhiệm vụ swap lam. Ở đây em đang có 11 cái đồng USDT, bây giờ em sẽ làm một số các nhiệm vụ cho đây, anh chị nhấp vào USDT, nó sẽ có ba cái phần swap, nhận và gửi. Đầu tiên là chúng ta chọn cái mục swap. Anh chị sẽ warp từ cái đồng USDT sang OIS. Em sẽ warp là em lấy demo em warp 3 đồng đi. Rồi em sẽ nhận được là 0.7 OIS token. Anh chị nhấp vào cái mục swap nha. Em sẽ để cái địa chỉ của em ở dưới cái phần mô tả và trong cộng đồng. Anh chị nào không có ví thì chúng ta cứ gửi vào cái ví em. À, cái này testnet không có mất tiền gì hết trơn, anh chị đừng có sợ ha. Rồi chị thấy nè, em cơ bị còn có 7.9 nè. Tiếp tục, em sẽ dùng cái mục swap này. Anh chị swap sang cho một số token khác ha. Anh chị nhấp một cái chữ là OIS ở đây. Nó sẽ ra một số token. Anh chị thấy cái đồng nào mà một lát chúng ta cần làm đó, thì chúng ta sẽ... Ở đây chúng ta có ba cái đồng nè. Chúng ta sẽ swap từ USDT sang hai cái đồng còn lại để một lát chúng ta làm luôn ha. Chúng ta chọn swap, chọn AGI đi. Rồi em sẽ swap là 2 USDT. Em sẽ được là hơn 4.8 cái đồng là AGI. Các nhiệm vụ này anh chị cứ bỏ ra 5 phút chúng ta làm nha mọi người. Để sau này nếu mà cái điều kiện của họ yêu cầu cao thì chúng ta cũng đạt được nha, kiểu vậy. Rồi em còn 5.9, anh chị thấy không ạ? Rồi bây giờ tiếp theo, chúng ta vào cái USDT tiếp. Ở đây chúng ta chọn cái mục nhận. Nhận này là chúng ta đưa cái địa chỉ ví của chúng ta cho người khác để họ gửi vào cho chúng ta ha. Anh chị có thể vào trong cộng đồng của em, rồi anh chị kêu gọi đưa cái địa chỉ cho ai đó, người ta muốn gửi thì người ta gửi. Rồi anh chị muốn gửi cho người khác thì anh chị phải có cái địa chỉ ha. Rồi em sẽ lấy cái địa chỉ của địa chỉ này đi. Rồi em sẽ dán vào ở trên đây. Em sẽ gửi cho một một USDT, em chọn send. Anh chị thấy ha, nó có chữ red là chúng ta đã thành công rồi. Anh chị nhấp vào cái mục default bên phải nè. Cái này là để chúng ta check trong cái chuỗi khối kiểu vậy đó anh chị. Tất cả các thao tác bây giờ nó chỉ là giai đoạn testnet, anh chị cứ làm thoải mái. Khi mà manage rồi chúng ta làm phải đúng, làm sai là anh chị sẽ tốn tiền kiểu vậy ha. Rồi vừa rồi em đã làm xong cái đồng USDT này. Em đã swap, em đã nhận, em đã gửi và em nhấp vào cái mục default rồi. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái đồng thứ hai là OIS. OIS
Em sẽ làm cơ bản cho anh chị nắm luôn, làm nhanh nha. Warp nè. Warp. Rồi em sẽ nhấp vào cái mũi tên xoay chiều, em sẽ warp từ cái thằng OX này sang cái thằng USDT. À, không được, em sẽ chọn ít hơn. Em sẽ chọn là 0.2. Đôi lúc nó bị lắc nha anh chị nha. Anh chị thấy của em bị trừ còn 0.5 là đúng. Và bây giờ nè, cái phần nhận này thì em chưa có làm. Bây giờ em sẽ nhấp vào mục send để em gửi qua cái quý hồi nãy đó. Rồi em sẽ gửi chỗ USDT chúng ta nhấp vào. Chúng ta chọn cho em là OIS nha. Được không ta? Đó. Rồi chúng ta gửi 0.1 đi anh chị. Send. Một số anh chị hỏi em á là sau này liên anh chị thấy cái chữ subscribe thành công là ok nha. Một số anh chị hỏi em là liên kết cái ví MetaMask hay là liên kết ví sàn của OKX này vào trong cái app Satoshi để chúng ta rút cái đồng OIS. Anh chị muốn cái nào cũng được hết. Ha, cái nào cũng được hết. Chúng ta có nào chúng ta dùng cái đó. Nhưng mà nếu cái đồng này nó chỉ list trên cái sàn của nó không á, tức là cái sàn OKX này không, OpenAX này á, thì chúng ta bắt buộc cũng phải đưa về đây. Nên em khuyến khích là chúng ta nếu tạo cái quý này nó mới á, thì chúng ta nên đưa về cái quý này. Anh chị nha, cho nó trên đây cho dễ. Và cái quý này cũng là cái sàn này, sau này chúng ta sẽ còn được tham gia rất nhiều cái chương trình Aerobe trên đây. Anh chị làm thêm nữa anh chị ha, em làm cơ bản vậy cho mọi người nắm, tốn thời gian lắm. Anh chị nhấp vào cái mục phía bên phải cái mục Access ở đây nè. Chúng ta thấy còn các nhiệm vụ nè, tem nè. Rồi chúng ta chọn cái mục sách, có thể là sau này có sách kinh cái đồng OIS này nữa, giống co vậy. Rồi sau này sẽ có nhiều chương trình Aerobe nè, hoặc là Lao Bát, Lao Cool kiểu vậy ha. Đó, mọi người cố gắng kiên trì nha. Rồi em xin phép dừng video nha anh chị.